Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Hoàng Sinh nha. Và trong video đầu năm mới 2023 này thì Sinh sẽ cập nhật tới quý vị thông tin về thị trường những căn nhà phố biệt thự và giá bán của những căn này ở khu đô thị Vinhome Garden Park trong những ngày đầu năm 2023 như thế nào nhé. Và căn đầu tiên mà Sinh muốn gửi đến quý vị và các bạn đó chính là căn T1704, có diện tích là ngang 8m, dài cho 18m, diện tích đất là 144m², xây dựng 1 trệt 4 lầu và sân thượng, có tổng diện tích xây dựng là 498m². Và căn này hiện nay ở so với thời điểm mà đầu năm 2022 thì giá của nó được chào bán và thậm chí có giao dịch là khoảng 26 tỷ. Và thời điểm này thì chủ nhà đang rất là cần tiền và đã giảm giá xuống chỉ còn là 20,5 tỷ. Giá rẻ hơn so với giá gốc chủ đầu tư mua là 22,1 tỷ. Và hiện tại thì căn này vẫn còn được hỗ trợ lãi suất đến tháng 5 năm 2023. Thì đây là một trong những cái mức giá mà tốt nhất kể từ khi chủ đầu tư mở bán đến nay. Và căn tiếp theo đó chính là căn T1715 với cái vị trí ngay khu vườn dưỡng sinh và có một bên hông lối đi vào. Thì căn T1715 này cũng có cùng kích thước là ngang 8m, dài cho 18m, diện tích đất là 144m². Và thời điểm cao điểm của 2022 thì căn này có giá trị giao dịch là khoảng 27 tỷ và hiện nay chủ nhà đã giảm giá bán còn 22 tỷ đồng. Với khoảng diện tích phù hợp thì có thể là đáp ứng mọi nhu cầu về kinh doanh cũng như là nhu cầu để ở. Cùng với đó thì hai căn nhà phố này liền kề là các căn biệt thự đẳng cấp và có một vị trí cách bến du thuyền chỉ khoảng 400m. Thì đây là một nơi có thể là sự lựa chọn đáng để quý vị có thể là cân nhắc đầu tư cũng như là mua để ở trong thời gian tới. Nếu như trong thời điểm năm 2022 thì quý vị có thể bỏ ra tới 19 tỷ đồng để sở hữu một căn nhà phố Glory 126m², thì trong năm 2023 ở đầu năm thì quý vị cũng sở hữu 126m² với căn nhà phố 1 trệt 4 lầu sân thượng này, nhưng chỉ với 15 tỷ rưỡi, đó chính là căn T1323. Thì quý vị có thể là vào bên trong tham quan bên trong cái căn này nó rộng rãi đến mức nào. Thì kích thước của căn nhà phố T1323 này là có kích thước là ngang 7 dài cho 18m và xây dựng là ngang 7 dài 13m. Bàn giao là thô bên trong, hoàn thiện bên ngoài. Căn T1323 này thì nằm trên trục đường T13 và hiện tại thì quý vị và các bạn có thể thấy là trục đường này cũng đã có rất nhiều cơ sở kinh doanh cũng như là người dân đã về đây sinh sống ở đây. Với quý vị nào có tài chính khoảng 13 tỷ rưỡi thì căn T1715 này là hoàn toàn hợp lý. Với kích thước là ngang 7m, dài cho 12m, diện tích đất là 84m², xây dựng 1 trệt, 4 lầu và sân thượng. Có tổng diện tích sàn xây dựng là 235m². Và ở vị trí này thì căn T1715 có một cái không gian cực khá là yên tĩnh, phù hợp với mỗi nhu cầu để ở. Khi nằm trên trục đường T9 là đường cục và nằm bên cạnh là công viên cũng như là khu tập thể thao và dành cho sinh hoạt của gia đình. Một trong những căn nhà biệt thự có tỷ lệ giảm giá cao nhất ở thời điểm này tại khu đô thị Vinhome Garden Park, phân khu Glory, phải kể đến là căn M225, biệt thự song lập với diện tích là 200m², có bề ngang của diện tích đất là 8m và chiều sâu là 25m, xây dựng 1 trệt 2 lầu. Và căn này ở thời điểm 2022 thì giá bán của nó là 30-31 tỷ và hiện nay đã giảm còn lại là 24 tỷ rưỡi, có nghĩa là giảm gần 6 tỷ đồng cho một căn. Cũng là căn biệt thự song lập ở nằm ở đường V3 và có mặt bên hông đi ra công viên ven sông.
Thì căn này được chủ nhà rao bán ở thời điểm là 2023 là giá là 38 tỷ. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cũng giảm 6 tỷ đồng thì chỉ còn 32 tỷ thôi, và thậm chí là còn thương lượng. Nếu như quý vị nào có nhu cầu mà quan tâm thì cũng có thể là cân nhắc sở hữu cái vị trí này. Thì cái vị trí của căn Sông Lập là cực kỳ đẹp khi được bao quanh là cái mảng xanh của công viên cũng như là cái mặt con sông nội khu. Cũng nằm trên trục đường V3 thì nhưng mà có vị trí đắc địa hơn. Thì ngay góc đường là V3 giao với đường Nguyễn Xiển Long Phước thì chúng ta có căn V3285, căn biệt thự đơn lập có vị trí đắc địa và với diện tích là 250 m², xây dựng một trệt hai lầu. Và căn này cũng được giảm giá từ 40 tỷ xuống còn là 35 tỷ đồng. Với cái căn biệt thự đơn lập này thì quý vị có thể là vừa ở cũng như là vừa kinh doanh, khi là vị trí đầu đường như thế này thì có thể là kinh doanh cũng hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra thì công ty Sinh còn có rất là nhiều các căn nhà phố biệt thự nằm ở khắp các vị trí tại khu đô thị Vinhome Grand Park. Nếu như quý vị quan tâm thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình cũng như là đăng ký kênh của Sinh để theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất nhé. Và như vậy thì video của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.